Rồi, hello mọi người. Hôm nay Tâm là Tâm Nguyễn, ở Toronto, Canada. Thì hôm nay, theo yêu cầu của nhóm, Tâm chia sẻ về những cái tính chất hóa học của nước điện giải Kangen. Thì cái slide của Tâm là tiếng Anh, nhưng mà Tâm sẽ nói bằng tiếng Việt. Thì theo theo thường lệ thì mỗi thứ tư mình có buổi training dài ha. Thì hôm nay Tâm nói về nước Kangen và cái hóa học của nước. Rồi, thì nếu mà Tâm nói về cái đặc tính của nước và xong rồi nói về cái khoáng chất ở trong nước và nó ảnh hưởng đến pH như thế nào, và xong rồi mình nói về cái tính chất của những cái hóa học trong nước, rồi nói về calcium. Và tại sao nó hỗ trợ sức khỏe, và cuối cùng là những câu hỏi. Thì bây giờ mình nói xong rồi, cuối 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 giờ thì mình sẽ có những cái câu hỏi riêng ha. Bây giờ thì Tâm lưu hết mọi người ha. Rồi, thì nước, nhưng mình biết đó là nó H2O. Thì H2O nó có cái hai cái bond, tức là cái gì mình đã nói là cái kết nối hóa học hả, H2 và một cái oxy và hai hydro ha. Thì H2 mà khi mà nó link như vậy đó, nó kết như vậy đó, thì nó có một cái, nó có hai cực, một cực âm và cực dương. Thì mỗi cái phân tử nước lúc nào cũng có âm và dương như vậy ha. Đó, thì nó gọi là dipolar molecule, tức là một cái phân tử mà có hai hai đầu đó, hai cực. Thì khi mà hai cực dễ thì cực âm với cực dương theo theo điện tích phân kia đó, tức là âm thì nó kết với dương, không thì nước nó kết lại nhau thành những cái cụm nước như vậy nè, sao đó là đầu đầu âm nó kết với đầu dương đó, và cái này nó gọi là weak van der Waals forces. Thì trong nước á, nó có cái điện giải thiên nhiên, nó gọi là auto ionization of water. Thì nước nó không phải nó đứng không, tại nó có cực âm cực dương cho nên nó kết với nhau. Thì đây là cũng H2O ha, H2O. Thì cái H2O này á, nó lấy cái khí hydro của cái một cái phân tử kế bên đó. Đó, thành ra nó có H3 O, tức là hydronium ion ha, tức là nó H cộng, và nó có cái hydroxy là cái tính chất kiềm, tức là trừ. Thì trong nước đó, nó có trừ cộng vậy đó. Thì H2O này đó, thì nó thành, nó tách ra, nó kết với nhau. Thì chung chung lại á, thì khi mà nước nguyên chất á, thì cái lượng H3 với lại H cộng, H3 là cái này nè, đâu H cộng rồi, H3 là cái này, H cộng là cái này nè, thì đó, là 10 lý thừa 7 molar. Molar đó là một cái đơn vị đo lường về phân tử ha. Thì molar đó là 10 lý thừa 7, tức là 10 lý thừa 7 mole per liter. Thì mỗi mỗi lít đó, nó có 10 lý thừa 7 mole. Thì một mole á, nó tính ra nó là 6.02 lý thừa 23 molecule. Thì nói chung là molar ha. Thì molar của hai như vậy á, thì khi mà mình tính theo cái độ pH á, thì nó trừ negative log đó, thì pH á, là nó viết tắt là cái chữ potential hydrogen, tức là nó đo cái lượng hydro, cái lượng khí hydro ion ion hydro, tức là đo lượng cái hydronium với lại proton hydrogen này đó. Thì khi mà nó negative log như vậy á, thì nó thành 7. Nếu mà mình tính lại log 10 ha, log base 10 đó, thì khi mà mình tính, mình đánh đánh máy ra, hay mình tính ra cái negative log á, thì nó ra 7. Cho nên đó là cái lý do mà 7, độ pH 7 là neutral ha. Đó thì nếu mà mình nói về nước cam á, thì nó là 10 lý thừa 4 molar, thì mình tính ra nó tức là 4, tức là cái độ pH 4, tức là acid ha. 7 là neutral ha. Còn bleach, tức là
nó có nhiều cái hydronium ion, thì khi mà mình lấy nó thì mình lót nó ra đó, thì nó là 12, tức là nó rất là kiềm ha. Thì đó là cái lý do tại sao mà những cái con số từ 7 đến 8, thì 7 đến 8 nó là cách nhau tới 10 lần, tức là log 10, tức là base 10, tức là 10 lần molar lần, tức là 8 đến 9 cũng là gấp 10 lần, đúng không? Tức là 7 đến 9 là gấp cả trăm lần nhé. Từ 7 đến 9 là 2 là 7, 8, 9, đúng không? Thì mỗi lần như vậy thì nó gấp lên 10 lần. Thì pH cái nó đo là từ 1 tới 14. Mà axit mạnh nhất là 1, và axit nhiều nhất là 14, không có hơn không kém, tức là axit nào nó cũng vào cái range đó thôi. Không có kiềm nào mà lên tới 15, hay là axit nào mà lên trừ hay không, 1 tới 14 là maximum, là cái scale nó như vậy ha, tại vì nó đo theo cái này rồi đó. Thì này là mình nói cái đó không, thì khi là nước điện giải của mình, khi mà qua quá trình điện giải thì cái cộng với trừ nó phát ra mạnh hơn nữa, thì cho nên nó ra nước kiềm. Giờ nước axit thì alkaline là cái OH trừ, và axit là H cộng ha. Thì trong nước á, mình có khoáng chất ha, đây là cái khoáng chất trong nước, thì cái tỷ lệ khoáng chất á, nó đo đây nó đo, ví dụ mà khoáng chất này là cái độ mà độ cứng của nước đó là 1.34 ha. Thì trong đó thì mình thấy là bicarbonate là nhiều nhất là 8 85,4, và calcium là nhiều thứ hai là 25.3. Thì đây là cái lý do mà nước mình nó bị cứng nhiều quá đó, là vì calcium nhiều quá. Calcium như vậy, magie tức là magnesium, sodium, không? Đó thì những cái chất cứng mà người ta là cứng, nước cứng á. Thì trong cái những cái khoáng chất này á, có khoáng chất tốt, khoáng chất xấu, và khoáng chất có tính chất kiềm và khoáng chất có tính chất axit ha. Thì khoáng chất kia thì đây là nói về cái thống kê của nước mình ở bên 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 Mỹ, thì 85% á, nước đều cứng, bị cứng hết, tức là bị nhiều calcium với lại những khoáng chất kiềm nhiều quá. Đó, thì bên Canada cũng vậy, thì nó cũng có nhiều khoáng chất kiềm. Thì khoáng chất này á, nó nằm trong nước và nó có ảnh hưởng, có nhiều người người ta khoáng chất nhiều quá thì nó đóng những cái ống nước như vậy nè, ống nước lâu ngày nó đóng calcium á, nó đóng vôi gì đó, mà nó đóng vôi á, thì nó làm cái ống nước nó bị nghẹt. Cho nên có nhiều nhà người ta gắn cái hệ thống softener, tức là nước mềm á, làm cho nước nó đổi thay vì calcium nó đổi thành sodium, để mà nó không có bị đóng như vậy. Thì bây giờ á, mình nói á, đây là nước mình uống calcium, mà mình thấy calcium nhiều quá như vậy, thì nhiều khi trong nước hang gìn như vậy, mình cũng thấy những cái tích tụ trắng trắng, bọt trắng ở trong 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 nước á. Thì mình cũng có nhiều người cũng ngại là tại sao uống nhiều calcium quá, không biết có bị gì không, mà kia rồi có nhiều người còn tưởng tượng ra là uống calcium rồi mốt bị sạn thận, mà kia tại sạn rồi làm tổn thận mình đó. Đó thì đó là cũng những cái câu hỏi mà có nhiều người ta đặt ra ấy. Thì bây giờ mình deal với calcium ha. Đó. Thì nước thì nãy mình thấy đó, những cái khoáng chất mà khoáng chất có tính chất cộng như vậy thì nó gọi là alkaline mineral, tức là khoáng chất kiềm, và đây là khoáng chất axit ha. Thì mình thấy cái bảng này ấy, nó rất là dễ hiểu ha. Thì khi mà mình thấy chlorine vậy á, có những người ta nói nếu mà cái lọc mình nó lọc hết chlorine, tại tại sao nước điện giải mình lại có chlorine trong đây? Đó thì đây là câu hỏi chút xíu mình trả lời sau ha. Nhưng mà chlorine là nó tính chất trừ, cho nên nó hít qua cái cộng, cái tấm điện giải cộng, và tấm điện giải trừ thì nó những cái khoáng chất mà có dương tính hay là có tính chất là cộng á, thì nó bị hít qua một bên ha.
Thì đây là những khoáng chất tốt về, tại vì nó là khoáng chất kiềm. Thì tại sao mà, rồi mà kiềm á thì á, nó kết với lại phân tử OH kiềm, OH trừ, tức là nó gọi tiếng Anh nó gọi là hydroxy ion á, thì nước á nó cũng bị tách ra. Thì nước, trong nước á, nó có hydrogen ion và hydroxy ion, tự nó cũng có rồi, là bảy nãy mình nói á, tổng cộng là 7 molar đó, không 10^7 á. Đó thì mình thấy là này là cái nó có sẵn rồi, khi mà mình điện giải á, nó tách ra còn mạnh hơn nữa, thì nó tách cái phân tử nước H2O ra thành OH, OH với H. Thì những cái OH này á, nó là trừ, bản chất là trừ, cho nên nó kết với cộng thì nó thành nước kiềm. Đó là lý do mình có nước kiềm ha. Ngoài ra đó, hydrogen ion đó, nó được electron của cái tấm điện giải, nên là tấm điện mà không điện thì electron, để nó cộng vô khác nhau, nó thành cái hydrogen gas ha. Thì đây là cái công thức chung là H2O ha. Thì nó ra hydrogen với lại oxygen đó. Thì đó là cái đây là hydrogen nè, đây là oxygen nè, không thì nó cái công thức tổng tổng quát á, thì nó nói là khí hydro và oxy ha. Ngoài ra đó, thì ngoài ra nó còn bên cái cực dương của tấm điện giải, nó có một cái phản ứng hóa học khác, không tức là H cũng H2O luôn, mà nó có cái nó bị strip một cái bốn bốn cái electron, không thì nó lấy ra cái bốn electron, thì nó có hydrogen, là bốn cái hydrogen này, không và bốn electron đó. Thì đây là cái bên cực âm, và cực dương á thì nó thành nó là bình cathode đó, thì nó ra nước kiềm, tức là OH trừ và khí hydro. Thì H2 nó được hai cái electron, tức là electron này nè, không thì tại mình thấy hai là nó bao lên cái equation thôi, chứ nó nhiều hơn chứ không phải là chỉ có hai thôi ha. Thì đó, từ đó mình mới ra được cái nước kiềm bên này và nước axit bên này, tại vì đây là nó ra bốn bốn cái H cộng và hai cái H trừ, thì nó ra cái kiềm bên H trừ, OH trừ là kiềm và H cộng là axit, là hydrogen ion ha. Rồi thì khí hydro là mình biết là nó rất là tốt cho sức khỏe, 90% nó, nếu mà mình tâm phải phỏng đoán đó, là 90% cái lợi ích của sức khỏe là nhờ khí hydro chứ không phải là nhờ cái kiềm tính. Đa số mình chia sẻ mình nói kiềm này kiềm kia, nhưng mà thật ra kiềm để quân bình axit thôi, chứ nếu mà nói về hỗ trợ sức khỏe đó là nhờ khí hydro nhiều nhất. Và hiện giờ là có 400 hơn 400 gần 500 bài viết nói về khí hydro và cái sự hỗ trợ sức khỏe như thế nào. Thì nếu mà ai mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể nói cho mình biết, chia sẻ những cái bài viết sưu tầm y khoa nói về cái lượng khí hydro và hỗ trợ sức khỏe thế nào. Thì nước của mình biết là mình được tới gần maximum của cái lượng khí hydro và tan trong nước luôn, là 1.6, mình là 1.5 miligram mà 1 lít. Còn mà trong thiên nhiên á, là khí hydro có thể hòa tan trong nước là 1.6, tức là mình gần gần maximum cái lượng hydro trong nước luôn. Nên nước càng đục nó càng bọt nhiều á, khi mà mình lấy ra đó, là về khí hydro nhất ha. Thì nó là chống oxy hóa, nó có cái khả năng chống oxy hóa. Rồi thì bây giờ tại sao cái những cái khoáng chất đó là khoáng chất kiềm, thì mình thấy cái canxi nè, không đó magie nè, natri như lại potassium là gì, kali hả, ừ tiếng Việt mình tức là sodium, magnesium, calcium and potassium. Thì đây là khoáng chất kiềm, mình thấy là alkaline mineral là nó màu vàng với là màu cam. Thì trong cái bảng hóa học á, thì đây là những cái khoáng chất kiềm ha. Thì khoáng chất kiềm á, đây là có nhiều khoáng chất kiềm, nhưng mà chỉ có những cái khoáng chất kiềm này là nó có trong nước thôi, có những khoáng chất kiềm khác thì nó không có trong nước.
trong nước thường của mình uống á, thì có bốn cái dinh này là bốn cái chất kiềm. Thì canxi với magie là kiềm nhiều nhất, và natri với lại kali là ít kiềm nhất, ít kiềm hơn ha. Tại vì nó là nó chỉ bond chỉ được một electron thôi, chỗ này nó bond được tới hai electron rồi. Đó. Thì đó mình thấy là đây là khoáng chất kiềm, và cơ thể bên này mình nói luôn là trong nước đó, nó có chlorine đúng không, chlorine diệt khuẩn, thì chlorine nó nằm bên này tức là nó rất là oxy hóa, nó có oxy hóa rất là mạnh mà nó làm vỡ những tế bào của vi trùng vi khuẩn này kia, cho nên nó diệt khuẩn này vậy. Thì chlorine là fluoride là bromine là iodine. Iodine là nước là iốt á, là cái nước nước thuốc đỏ của mình á, không bromine cũng là màu đỏ, rồi chlorine, rồi fluoride cũng là cũng khử trùng, thì mà ta bỏ vô nước để mà ở Canada mình có nước fluoride để bỏ vô để mà mình chống bị sâu răng này kia đó, không? Thì đây là những cái chất mà oxy hóa rất là mạnh. Thì hôm nay mình giải thích thêm về oxy hóa của những cái chất này và nó hại sức khỏe như thế nào, nhất là chlorine với fluoride rất là hại cho sức khỏe. Bị ung thư này kia là cũng vì uống nước có nhiều chlorine với fluoride. Rồi thì đây cái này cũng cũng hay lắm, là trên vũ trụ này á, tất cả những cái matter trên vũ trụ này á, đều nằm trong cái bảng này hết á. Là không có hành tinh nào mà có những cái vật, những sự sống hay là những cái vật gì mà không có nằm ở trong cái bảng này hết. Nó cũng cũng lạ. Cái này là ông giáo sư hóa học của tâm ông nói đó, ha. Thì mình thấy là nó rất là hay, thì nhưng mà những có nhiều cái mình tìm chưa ra mà mình làm được, tức là thiên nhân tạo chứ chưa có trên trên thiên nhiên thì nó không có, không thì nó sắp xếp theo cái giá trị nói về valence bond đó, không tầm bên đây là một, đây là hai ba bốn, tức là những cái atomic valence bond đó. Ok thôi mình nói nó sâu quá, thì bây giờ mình nói những cái khoáng chất mà trong nước và khi mà nó qua điện giải thì nó thành gì. Thì trong nước đó, nó có kali tức là potassium ha. Potassium này á, nó không có đứng như vậy nhưng mà nó kết với lại carbonate. Nãy mình lấy 85% là 85% là carbonate, thì carbonate này á, nó kết lại những với lại những khoáng chất này ha. Nãy mình thấy carbonate đó đâu rồi. Oh, xin lỗi, cái này nó bị ấy à. Thì carbonate nó rất là nhiều. Carbonate từ đâu ra? Là từ khí carbon. Nên trong trong không khí mình nó có carbon, mà khi carbon nó carbon dioxide đó, tức là carbon nó hòa tan trong nước, thì nó hòa tan trong nước đó, nó thành carbonate. Carbonate nó có cái tính chất trừ, cho nên nó kết với cái cộng. Đó. Thì những cái khoáng chất nó nằm ở trong nước và nó nằm trong cái dạng này ha, như là potassium đó, thì nó nằm trong dạng potassium carbonate. Khi mà điện giải á, thì nó tách ra thành potassium hydroxide, là đây là cái kiềm nè, không là cái nước kiềm của mình á, là có potassium. Rồi còn cái này á, thì nó không phải là kiềm mà cái này là kiềm ha. Rồi sodium cũng vậy, tức là chất muối á, cái sodium á, sodium nó cũng có sodium bicarbonate. Thì sodium bicarbonate khi mà qua cái điện giải á, thành sodium hydroxide cũng là kiềm, là cái nước kiềm của mình cũng từ đó ra. Rồi canxi, calcium, calcium bicarbonate, thì một canxi thì nó kết với lại hai cái carbonate trong trong nước thiên nhiên. Khi mà điện giải mình tách cái đó ra thì canxi nó thành calcium dihydroxide, thì cái này là canxi là nước kiềm. Thì canxi nó là một cái khoáng chất mà có tính chất kiềm hóa rất là mạnh ha. Thì khi mà cơ thể mình axit nhiều quá đó, thì nếu mà cơ thể mình không lấy ra được những cái axit đó thì nó dùng xương tức là canxi để nó dung hòa cái lượng axit đó, cho nên
có nhiều người ta nói là mình axit nhiều quá mình bị loãng xương, đó là vì cái là cái lý do này đó. Là axit nhiều quá thì cơ thể mình nó lấy canxi ra để mà nó dung hòa cái axit để mà nó kiềm hóa cái đó thì thành mình bị loãng xương. Thì canxi nó rất là nhiều khi mình thấy canxi nhiều quá nó đóng vôi nhiều quá mình sợ, nhưng mà thật ra canxi nó rất là tốt cho sức khỏe. Thì canxi nó tốt cho xương là mình biết biết rồi ha. Rồi canxi nó làm quân bình cái sự mà trao đổi chất của trong cơ thể mình, nó ba lần như là axit như là kiềm đó. À, đó. Rồi canxi đa số những khoáng chất khi mà mình uống nước thì mình ăn cũng có khoáng chất đúng không, mình uống cũng khoáng chất, mà khoáng chất nó hấp thụ trong cái ruột non của mình, intestine là cái ruột non đó. Và ở trong thận thì thận là cái chỗ mà nó dung hòa nó dung hòa axit với kiềm trong máu ha. Rồi xương như mình nói đó, là canxi không nó cũng dùng canxi để mà nó dung hòa. Thì ba cái chỗ này là cái chỗ mà nó control, tức là nó có sự quân bình cái lượng axit với kiềm trong cơ thể ha. Thì ba chỗ là ruột non, xương và thận ha. Rồi thì canxi nó có tính chất nó giúp cơ thể như thế nào? Thì thứ nhất đó là neuromuscular nói về bắp thịt và những cái signal của bắp thịt mà nó như lại thần kinh đó. Không mình nếu mà mình thiếu canxi á, cái tai mình bị rung, những người già kia rồi đó. Bị Parkinson thì kia đó là cái vấn đề là neuromuscular mình nó không có là hoạt động đúng á, không thì nó bị cái signal nó gửi đi không đúng á, cho nên mình không muốn rung mà tự nó rung, không rồi khi mình trẻ mình muốn rung mình rung, mình muốn đi là mình đi, mình muốn đứng là đứng, còn khi mà mình bị neuromuscular problem đó, là mình tự nhiên cái tay mình nó giật giật nó rung rung chứ mình không có control được. Đó, là neuromuscular ha. Rồi nó có ảnh hưởng đến blood coagulation, tức là cái sự cô đọng của máu. Nó thế mà không có thiếu canxi này kia là máu mình khi mà mình bị thương tích nó chảy á, thì nó không động lại. Nó không có khô lại, không nó cứ chảy hoài luôn. Đó là cái đó. Coagulation này là coagulate, tức là nó động cô đọng cái máu của mình, tức là thường mình bị đứt tay mình không có tự nhiên máu nó chảy hoài, tự nó cầm máu không. Cái đó là cầm máu, cái sự cầm máu. Rồi hormonal secretion tức là nói về cái những cái chất hormone mà nó tiết ra đó, nó cũng nhờ canxi. Rồi enzymatic regulation tức là nói về những cái chất mà giúp mà những cái đường sinh hóa đó, enzyme đó, đó là cũng nhờ cái đó. Rồi neuron excitation tức là nói về những cái tế bào não, những cái hệ thần kinh này kia nữa mà nó gửi signal đi ngoài cơ thể trong máu trong trong bộ não mình đó, cũng nhờ canxi thôi. Mình cần rất là nhiều canxi để mà trong cơ thể. Thì đây là cái NIH là tức là của government ha, National Institute of Health thì nó nói là cái lượng canxi mình cần rất là nhiều. Mỗi ngày á mình sẽ cần á, ví dụ như 8 tuổi là cần 1.000 canxi nè, không 9 13 tuổi là 1.300 mg canxi một ngày. Đó là người lớn tuổi á, thì cũng cần thì trung bình là khoảng 1.000 mg một ngày, không thì mình ăn thức ăn này kia đó cũng không có đủ canxi, cho nên phải cần uống nước, và tại nước nó có nhiều canxi đó, mà nước của mình á cô đọng canxi rất là nhiều. Cho nên mình nói là thường thường nước người ta nói người ta phải bỏ khoáng vô, tức là nước khoáng đó là nó bỏ bỏ canxi vô đó, canxi với magnesium này kia, selenium này kia là nó bỏ vô để nó có cái khoáng, thì cái khoáng đó nó bồi dưỡng tốt cho sức khỏe. Cho nên mình mua nước khoáng thì nó mắc hơn là nước thường, tại vì nó cô đọng nhiều canxi. Thì cái nước khoáng gừng của mình đó, nó cũng cô đọng khoáng chất rất là nhiều, nó giàu vi khoáng, cho nên mình cũng được rất là nhiều cái lượng canxi.
trong trong nước của mình uống. Thì nhiều khi nó không đủ cho nên họ phải những cái thức ăn này kia đó, họ cũng phải bỏ canxi vô nhiều. Mình thấy trong cái trong nước cam nè, ông nó cũng bỏ canxi với vitamin D. Vitamin D nó hỗ trợ canxi nha. Tại mình cần cái vitamin D, tại vì nếu mà canxi mà không có vitamin D thì nó không hấp thụ được, cơ thể mình không hấp thụ được. Thì canxi mình phải cần cái vitamin D để mà hấp thụ, cho nên thường thường nó đi chung với nhau. Ai mà nếu nó bỏ canxi thì nó bỏ vitamin D vô. Mình đây mình thấy nước cam bỏ thêm canxi để mà mình cần thêm canxi trong mỗi ngày ha. Sữa cũng vậy, bỏ vitamin D với canxi vô thêm. Sữa mình uống hàng ngày á. Thì bây giờ mình nói về cái những cái khoáng chất khác đó, thì khi mà nước mình nó chảy ra đó, thì khi mình trong cái máy mình á, mỗi cái máy nó có cái electrolyte enhancer, tức là mình tăng cái độ điện giải lên ha. Thì nó có cái hộp nước muối, thì mình nói là nước muối, thì nước muối là sodium chloride ha. Thì khi mà mình bật nước 2.5 với 1.5 á, thì cái nước muối này nó tiết ra, nó vào những cái tấm điện giải này ha. Thì nước muối là nó có độ khoáng chất mạnh ha. Đó thì cho nên khi nó tăng, cho nên nó có thể tăng được cái độ điện giải mạnh để mà ra kiềm mạnh nước axit mạnh ha. Thì nước sodium chloride khi mà tách ra như vậy thì nó được là nước sodium hydroxide, tức là nước kiềm mạnh 1.5, và nước axit là 2.5 là hydrochloric acid ha. Đó thì nước axit thì nó ra cái giò dưới, và nước kiềm thì nó ra cái giò trên đó. Thì đó là lý do cái máy mình làm được cái nước kiềm mạnh và nước axit mạnh, và vì nhờ cái nước muối này. Cái nước muối này khi mà nó hòa tan trong cái nước vô, đường nước vô á, thì nó tăng cái khoáng chất lên, và khi mà tăng khoáng chất lên á, thì cái điện giải nó mạnh. Khoáng chất á, là nó là cái chất dẫn điện, cho nên á, nếu mà không khoáng chất á, thì điện giải nó không ra, nó không, cái công nghệ nó không không hoạt động được. Đó, khoáng chất là mình tưởng tượng như là một cái dây điện gì đó, nó dẫn điện. Thì trong nước có khoáng chất, thì khoáng chất cộng, khoáng chất trừ, thì nó mới nhờ đó nó mới điện giải ra cái nước kiềm với cái axit, là nhờ khoáng chất. Nước không có khoáng chất như là nước reverse osmosis, nước RO á, thì cái điện giải nó không ra, nó không có điện giải được, tại nó không dẫn điện được. Đó, thì ví dụ như là mình nước mà không có khoáng chất á, thì mình bị điện giật. Mình hồi xưa ở Việt Nam mình có cái người chích cá đó, chích điện á, không già cá trong những đường mương này kia đó, thì nước nó có nhiều khoáng chất cho nên người ta chích vô ở đằng kia bị giật, không hồ bơi cũng vậy. Khi mà trời mưa mà sấm sét á, là người ta kêu lên hồ, lên lên bờ hết, không không cho bơi. Là tại sao? Rủi mà sét đánh á, mà nó đánh vô cái hồ bơi á, thì cả hồ bơi đều bị giật hết, tại vì trong nước nó có chlorine này kia, nó có khoáng chất đó để mà nó dẫn điện. Còn nếu mà không có khoáng chất á, thì chích điện cỡ nào mình cũng không bị giật mình đó, tại vì nó không có dẫn điện được đó. Thì cho nên mình nói sơ về, không phải nói sơ mà dẫn chứng về cái tại sao nước nó dẫn điện là nhờ cái khoáng chất đó. Rồi bây giờ á, mình nói quan tâm cũng muốn nói thêm về cái sự quân bình của axit với kiềm. Thì bây giờ mình uống nước kiềm không, thì có nhiều người ta nói cơ thể mình nó biết quân bình. Bây giờ mình uống nước kiềm vô, mình làm cái sự quân bình nó làm, mình làm cho cơ thể mình nó mất cái sự quân bình đó, cho nên nước kiềm có nhiều khi là không tốt cho cơ thể đâu. Nhưng mà thật ra mình biết là cơ thể mình hoạt động trong cái trạng thái kiềm. Điển hình là máu mình là 7.35 với 7.45 pH ha. Và cái máu mình là nó phải lên, nó kiềm rồi, cho nên cơ thể mình nó hoạt động trong trạng thái kiềm. Mà đa số những gì mình ăn, như mình thấy trong demo này kia, nước uống mình uống thường cũng là axit, và mình ăn cũng là ăn đồ axit rất là nhiều, 80% mình ăn là axit. Cho nên cơ thể mình nó mất cái quân bình, và cơ thể mình phải ráng, nó lúc nào nó cũng tạo cái sự quân bình đó bằng cách đó, như thế này. Tức là nó có một cái buffer system. Buffer tức là cái sự mà quân bình đó, không thì nói chung là thì nó gọi là homeostasis. Homeostasis là cái hệ thống quân bình của cơ thể. Ví dụ như nó nhiệt độ
không là cũng là homeostasis, nhiệt độ. Thế nhưng mà mình lạnh quá thì cơ thể mình sao, bắt đầu phát run, không run lên. Tại sao run? Để mà mình tạo nhiệt, không, cơ thể mình tự nhiên nó biết cách của mình, nó tạo nhiệt để mình có nhiệt để mình ấm lên ha. Đó rồi mình nóng quá thì cơ thể mình nó đổ mồ hôi, đúng không? Đổ mồ hôi là nó khi mà mình đổ mồ hôi nhẹ, gió thổi nó mát hay kia thì mình giải nhiệt, không thì cơ thể mình nó giải nhiệt. Thì cơ nhiệt độ mình nó là 37 độ, đúng không? Thì lạnh từ chỉ cần 2 độ thôi là 35 độ thôi là mình bị hypothermia rồi. Hypothermia tức là bị lạnh run rồi mình bị, có thể bị xỉu, bị bất tỉnh mà có thể chết luôn đó. Nó là hypothermia. Ví dụ mình nhảy hồ xuống hồ bơi tắm, hay là ở trong cái hồ mà bị lọt xuống mà lạnh quá đó, mình cũng bị chết, không vì cái nhiệt độ mình nó giảm xuống dưới 35 độ. Mà trên trên 2 độ thôi, 37 độ mà lên trên 2 độ, 39 độ là mình bị fever, là bị nóng sảng rồi, không đó. Cho nên cơ thể mình lúc nào nó cũng quân bình từ 35 đến đến 30 39 độ đó. Mà nếu mà nóng quá thì bắt đầu mình giải nhiệt bằng cách mình đổ mồ hôi đó. Thì cơ thể mình nó có cái nó gọi là homeostasis là như vậy đó. Thì homeostasis của axit dưới kiềm là như thế nào? Thì trong cơ thể mình á, máu mình á, 7.35 đến 7.45 pH. Nếu mà dưới 7.35 á thì mình qua cái giai đoạn là acidosis, tức là mình bị một cái medical condition rồi đó, tức là mình có thể bị chết á, là mình phải đi khám bác sĩ này kia, rồi làm sao phải tăng cái tăng cái độ pH lên để mà kiềm lên. Còn nếu mà kiềm quá thì mình thành alkalosis. Alkalosis tức là cái pH máu của mình nó lên trên 7.45, không thì cơ thể mình lúc nào đó, nó cũng quân bình. Nó quân bình bằng cách đó là ở trong thận và cái hơi thở mình, để mình quân bình cái equation này đó. Thì carbonic acid tức là từ trong cái hơi thở của mình, khí carbon đó, không rồi bên này là trong thận, bicarbonate cũng trong thận tiết ra đó. Thì giữa cái này nó tiết ra nó để mà nó quân bình cái độ axit trong cơ thể, để nó giữ cái độ 7.35 7.45. Cho nên á, khi mình chia sẻ đó, mình đừng có bao giờ nói là nó quân bình cái pH trong cơ thể, cái độ pH trong máu thì nói không. Tại vì máu mình lúc nào cũng vậy thôi, mình uống kiềm cỡ nào mà mình uống axit cỡ nào đó, thì cái máu mình nó không có thay đổi cái độ pH. À, vì cái equation này nó ba lần với nhau. Cơ thể mình làm việc nhiều hơn để mà mình tạo cái sự quân bình, nhưng mà không bao giờ mà cái máu mình nó kiềm hơn và axit hơn đó. Cho nên nhiều khi mình nói nước axit nó uống kiềm, nước kiềm nó vô cơ thể, nó vô cái tế bào, nó trung hòa cái tế bào, chống ung thư này kia. Mà thật ra không phải vậy ha. Tại vì không thể nào mà cái nước kiềm mà nó vô tận cái tế bào mình được. Nó vô tới máu là nó đã bị cái hệ thống này nó quân bình rồi. Không. Ok. Thì đây là hai cái cách mà cơ thể mình nó quân bình trong cơ thể. Thì respiratory acidosis hoặc là metabolic acidosis. Không. Thì trung bình mình là 7.36, 7.35, 7.45. À. Thì khi mà mình thể thao, thể dục được nhiều, cơ thể mình làm việc nhiều á, cái muscle mình nó tiêu năng lượng nhiều thì nó tạo axit nhiều. Khi nó tạo axit đó thì mình phải thở trong cơ thể mình, cái khí carbon đó, nó tạo ra axit, không đó. Thì muốn giảm axit thì nó phải dùng cái khí carbon, không khí carbon này, khí carbon với nước này, đây là cái hơi thở mình nè. Khi mà mình thở ra hơi nước và mình thở ra khí carbon, đúng không đó. Thì khí carbon này á, khi mình thở ra nhiều á thì nó mình giải ra cái axit nhiều ha. Đó thì cơ thể mình axit nhiều quá thì mình thở nhiều ra thì nó axit nó giảm bớt. Nhưng mà mình làm demo mà khi mà mình thổi nước vô, mình thổi khí carbon vô nước mà nước thành axit đó, và vậy đó. Không, khí carbon nó tăng lên đó, thì là mình là nó, khi mà mình thở ra nhiều thì mình lấy hết bớt cái khí carbon thì cơ thể mình sẽ kiềm bớt. Đó là dùng hơi thở để mà dung hòa cái lượng axit trong máu, trong phổi.
Rồi metabolic acidosis tức là trong thận. Thận là có bicarbonate. Thì khi mà mình máu mình nó được qua cái thận nó lọc. Khi mà máu mà thận mà máu mà mình kìm quá hay là acid quá đó, đó thì nó tiết ra, nó lấy bớt hydrogen qua hoặc là nó bỏ thêm carbonate vô để mà nó dung hòa cái lượng máu trong cơ thể để mà nó giữ cái quân bình 7.35 vậy sao 7.45 thì nên là, thì nói chung lại là dùng carbon hoặc là dùng carbonate để mà nó dung hòa cơ thể mình đó. Nó dùng hai cái chất này để mà nó dung hòa cái lượng axit trong máu để mà nó giữ cái sự quân bình. Đó. Cho nên đó, những cái có nhiều người ta chia sẻ là ta nói là nước kiềm là nó chống ung thư. Tại vì theo cái ông bác sĩ Warburg này và được cái giải Nobel á, thì ông tìm ra là tế bào ung thư á, có nhiều axit không. Thì thật ra cái này là năm 1930 là lâu lắm rồi ha. Thì thật ra cái đây không phải là cái lý do mà bị ung thư không. Nếu mà nói đây là lý do bị ung thư là mình đã tìm cái cách chữa trị ung thư rồi. Bây giờ ung thư nó vẫn hoành hành và nó vẫn tăng cường rất là nhanh. À, thì đây không phải cái kiềm tính, không phải là cái lý do axit tính, không phải là cái lý do mà bị ung thư. Thì khi mà ông Warburg này mà ông tìm á, ông chỉ lấy cái tế bào ung thư ra rồi ông bỏ vô cái phòng lab, bỏ vô cái petri dish của ông, rồi ông quan sát cái tính chất của tế bào ung thư đó và ông thấy á, là ung thư nó có hai tế bào ung thư nó có hai cái tính chất, một là nó nhiều axit, hai là nó không có khí oxy, không có khí oxy đi. Đó thì mình thì ông mới nói là tế bào ung thư nó có hai tính chất này, và ông nói là khi mà ông lấy oxy ra đó ông thì tế bào có thể thành ung thư. Nhưng mà thật ra đó cái mà ông tìm ra đó, cái này nó gọi là anaerobic respiration chứ không phải gì lạ. Hồi xưa mình không biết thôi, nhưng mà bây giờ mình biết rồi. Tức là tại sao, ví dụ như cơ thể mình á, cơ thể mình á, nó dùng glucose, thì cái process là glycosis, thì glucose là tức là đường. Thì khi mà cơ thể mình cần năng lượng á thì nó tiêu hóa đường, tức là glucose ha, C6H12O6 đó. Đó thì khi mà đường á, nó được break down á, không cái cơ thể mình break down á, thì nó break down cái lượng đường á, nó có hai cái đường sinh hóa để mà tạo năng lượng. Một là aerobic, hai là anaerobic ha. Aerobic tức là nó cần oxy, không như mình thể thao á, thì có hai cái cách thể thao, một cái là aerobic exercise, một cái là anaerobic exercise. Aerobic exercise tức là mình thể thao mà mình chạy nè, mình nhảy nè, mình đi bộ nè, mình bơi nè, đó là aerobic exercise, tức là mình thở đều ha. Còn anaerobic exercise tức là mình thể dục thể thao mà mình không thở, tức là cử tạ, không mình nín thở, mình đẩy tạ, không đó là cái đó là anaerobic exercise. Thì khi mà mình dùng anaerobic exercise, cơ thể mình đã xích rất là nhiều đó. Thì như mà mình chạy chạy đường kinh với lại như vậy, chạy nước rút, không chạy nước rút đó là mình chạy 100 mét, chạy nín thở mà chạy, đúng không đó. Thì khi mà mình chạy vậy là mình cái cơ thể mình nó tạo năng lượng bằng cách là nó không có dùng oxy, không. Còn cái cách mà aerobic á, tức là nó dùng oxy để mà nó tạo năng lượng đó. Thì tế bào ung thư á, nó cần rất là nhiều năng lượng đó, cho nên á, nó phải dùng mà nó dùng năng lượng anaerobically, tức là nó không cần oxy đó. Thì không cần oxy cho nên nó là hypoxia, và khi mà nó dùng năng nó tạo năng lượng vậy, nó tạo ra nước chất axit rất là nhiều trong cơ thể, nó gọi là lactic acid. Thì anaerobic exercise á, anaerobic respiration của cái tế bào á, thì cái byproduct của nó là acid và lactic acid. Không, cho nên khi mà mình thể dục thể thao á, thì mình
lâu ngày mình không chạy, mình không tập như kia đó, cái cơ thể mình nó mình nín thở, mình làm việc á, thì ngày thứ sau, ngày hôm sau mình thấy mình nhức đau, con muscle mình nó bị đau, bị nhức, bị mỏi, không phải bị mỏi mà bị nhức trong bắp thịt mình đó. Cái đó là cái lactic acid nó build up trong cái muscle của mình đó. Không, tại vì mình làm việc, cái tế bào mình làm việc trong cái trạng thái anaerobic, tức là không có dùng oxy, tức là nó trong trạng thái này nè. Đó, thì tế bào mình á, khi mà nó tạo năng lượng mà có aerobic á, là nó tạo năng lượng rất là nhiều, thì mỗi một cái phần tử của đường á, glucose á, thì nó tạo ra được 36 ATP lượng, tức là ATP á. Còn nếu mà anaerobic á, nó tạo chỉ có 2-3 ATP thôi. Đó, tức là năng lượng, tạo năng lượng rất là ít, cho nên nó dùng rất là nhiều. Thì cái khám phá của ông bác sĩ này á, hiện giờ nó cũng còn tìm, nó cũng còn hiệu nghiệm, là tại sao? Khi mà tế bào mình nó tạo năng lượng nhiều á, glycosis, nó là glycosis, cái quá trình mà tạo năng lượng nhiều á, thì mình biết á, tế bào nó là đang bị ung thư, tại vì nó tiêu hao năng lượng nhiều quá. Đó, thì khi mà mình label cái glucose á, label tức là mình làm nó radioactive để mình thấy được á, thì khi mà tạo năng lượng nhiều quá, cái chỗ nào mà tạo năng lượng nhiều quá, chỗ đó là tế bào đang bị ung thư. Thì cái đó là cái mà cái sự hữu ích của cái khám phá của ông này. Chứ thật ra đó, kiềm nước kiềm hay là cái tính chất kiềm không phải là axit, không có dính líu gì cái chuyện ung thư hết, không. Chỉ có cái là nó dính líu cái respiration thôi, tức là cellular respiration của anaerobic đó. Ok. Đó, thì nếu mà mình muốn tìm, nếu mà cái nước của mình á, nước khăn gìn á, nó có khả năng chống ung thư và điều trị ung thư, có, nhưng mà không phải là tại cái tính chất kiềm, mà nó là nhờ cái hydro, cái hydrogen đó, antioxidation, antioxidizing molecule đó. Cho nên khi mình chia sẻ đối với Tâm, Tâm không có chia sẻ là cái root cause của cancer là kiềm và axit như vậy. Và thật ra khi mà Tâm sưu tầm, mà Tâm đọc về cái khám phá của ông này á, là hiện giờ là những khám phá của ổng không, nó đã lấy ra trong cái sách y khoa rồi, tức là những khi mà mình học về ngành y á, thì những cái cuốn sách y khoa bản của ngành y á, nó không có đề cập về cái vụ cancer này, cho nên những bác sĩ nhiều khi họ không có tin, không có, tại vì họ không có học, tại vì nó không có nằm trong cái sách y khoa, không đó. Thì mình biết là mình chia sẻ thì mình chia sẻ đúng thì người ta không có phản biện nhiều, còn mình chia sẻ sai thì họ phản biện nhiều ha. Đó, thì Tâm có một cái slide nói về nước khăn gìn mà chống ung thư như thế nào, thì Tâm cũng đã chia sẻ nhiều lần rồi. Đó, thì không bao giờ Tâm nói ví dụ alkaline hay là nước kiềm chống ung thư hết ha. Thì mình cũng mong là mọi người đừng có chia sẻ cái này thì nó sai cái tình lý thuyết. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Có cái gì thì bây giờ mình mở đường dây ra để mà mình trả lời những câu hỏi ha. Rồi, ai có câu hỏi gì không? Là cô đệ Hoàng Anh, không ai nói gì hết. Ok, thôi vậy thì mình kết thúc buổi chia sẻ hôm nay ha.